Theo thông tin từ phiên họp thường kỳ chính phủ mới diễn ra, thì chính phủ sẽ hoãn trình báo cáo tăng lương cơ bản cho cán bộ công chức cho đến tháng 3 năm sau. Tình hình ngân sách khó khăn nên chính phủ đã quyết định sẽ lùi báo cáo tăng lương ra quốc hội đến cuối quý 1 năm sau. Đây là dự kiến về tăng lương cơ bản áp dụng cho cán bộ có hệ số lương từ 2,34 trở lên. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị chính phủ giữ đúng cam kết tăng lương cơ bản. Cũng theo thống kê của Quốc hội, lương tối thiểu của doanh nghiệp hiện nay đã cao hơn gấp 2 lần so với lương cơ sở, còn mức lương cho người lao động trong khu vực công 3 năm nay vẫn chưa thay đổi. Cũng với nhận định ngân sách khó khăn, nên năm 2015 này, chính phủ cũng chỉ mới ưu tiên tăng lương cho 3 đối tượng là người có công, người về hưu, cán bộ viên chức có hệ số từ 2,34 trở xuống. Tổng thu ngân sách năm 2015 này có thể tăng khoảng 7%, phần tăng chủ yếu từ địa phương, nhưng ngân sách trung ương lại hụt thu do giá dầu giảm và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.